Thứ hai của trận đồng đội giữa Thắng và Huy. Trận đầu thì Bảo đã thắng Nam 3-0, dẫn trước 1-0 cho điểm đồng đội. Trận 2 Thắng và Huy. Số là 1-0 nghiêng về cho Huy. Chắc 2. Thank you.
Xét 2 là 11-6 cho Thắng. Hai bên đã cân bằng tỷ số 1 đều. Xét 3. Thank you.
này. Thắng đã thắng xếp 3, như vậy tỷ số tạm thời là 2-1. Nghiêng về cho thắng. Xét đấu thứ tư. Hai nơi được
Chẳng đi như chị Duyên chưa kìa, chị Duyên đứng ra từ nãy giờ kìa, chị lấy tiền kìa. Hôm nay kêu một bà, sắp tới rồi, một này một bà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.